Travel boy. Đây. Đấy. Chả biết đứa nào chơi cái kiểu gì đá bóng vào đầu của chú ấy là chú bị choáng, bố bảo đưa chú vào đây ngồi lúc đấy. Con biết đâu, mà con ngồi học bài trong kia mà. Đá đứa nào đá vớ vẩn thật. Đúng rồi bác ạ. Cái đứa nào nó đá vớ va vớ vẩn. Anh ơi, đây là đất chính chủ nhanh luôn à? Đúng rồi em. Sổ đỏ đứng tên anh luôn. Có chuyện gì à? Chả giấu gì anh. Em đi qua đây thấy miếng đất này khá đẹp và hợp với tuổi em. Không biết anh có muốn đổi nhà không? À, không chú ạ. Đất này là đất mà vợ chồng anh vất vả lắm mới mua được. Có ý định là để lại cho hai đứa con chứ không đổi đâu. Em thấy cái miếng đất này rất hợp với em nên là em muốn mua với giá bằng cái miếng ở đầu làng. Ê, giờ bố con anh ra đây buôn bán còn được chứ cái miếng trong này trong làng trong ngõ buôn bán được cái gì đâu. Chú thông cảm nhá, anh không bán đâu. Anh cứ suy nghĩ đi, anh muốn giá bao nhiêu anh cứ nói với em. Không, anh đã bảo không bán là không bán. Ấy, anh cứ bình tĩnh. Hiểu. Nào, lấy chổi quét sân. Vâng. Lấy chổi bẩn nhá. Tôi để lại cái danh thiếp. Bây giờ cần bán đất thì liên hệ tôi nhá. Hai đứa nghe bố dặn đây. Từ nay nhá, bất kể ai vào đây hỏi mua đất cát thì không tiếp, nhớ chưa? Vâng ạ. Không tiếp.